Anh chị nghĩ em dục hả? Đâu có đâu. Trời ơi, gì chứ Mixer Max 12 á, hàng bán cũng có nó chứ đâu ra mà dục. Hôm qua lên cái clip, ôi cũng chậm vía là lên xu hướng quá trời. Các bác lúc nào cũng dành tình cảm yêu thương cho em Mixer bạn chọn thanh Max 12. Lý do tại sao mà em Mixer này được nhiều người yêu thương đến như vậy? Anh chị nhìn thiết kế đi. Cái thứ nhất là tiện lợi. Nếu mà bác nào đã biết sử dụng Mixer rồi á thì nhìn vô là biết là cái thiết kế này không? Đó, nhiều đường line này không? Chia ra từng đường line rất là rõ rệt. Từng đường line là có thể chỉnh được là chép nè, chung và bass nè, chưa hết, tăng độ gain được nè và chỉnh kể cả độ là vang được luôn. Rất là hay vậy, ai mà không mê đúng không anh chị? Còn ngoài ra là Mixer Max 12 này không? Có cho mình là tinh chỉnh được EQ laser. Những cái decibel trong đây nè, mình sẽ chỉnh được là bass nè, chung nè, chép, nó chuyên âm thanh rất là hay. Đó. Mà bác nào mà biết chỉnh hả, về chỉnh thử đi cho em đi. Nó hòa quyện như tiếng mic và tiếng nhạc hả, nó hay thì thôi nhé luôn anh chị ha. Còn trên đây á, là có hiệu ứng vang cho mình, tổng cộng là hôm bữa trước em qua em thử cho mình á, là 99 hiệu ứng vang số DSP. Đó, giờ nó rõ hơn là sẽ có cái gì nè, là gồm có delay, echo, reverb, ok chưa? Nội ba hiệu ứng vang thôi là chơi bao đã. Và chưa hết, nếu kết nối với loa dàn là nó có cho anh chị là hai kênh âm thanh nè, một cái là loa trái nè, một cái là loa phải nè, ok chưa? Phải không? Quá ngon nghẻ luôn. Kết nối thì có thể kết nối nâng cấp được cho âm ly, nâng cấp được cho lo kéo và có thể là kết hợp chơi cùng với là những lo vàng bự bự cũng rất là ok. Đó, dễ thương như thế này. Hoặc là muốn hát thu âm, hát livestream cũng được luôn. Đó, quan trọng là anh chị có muốn thực sự tìm hiểu và sử dụng con Mixer này hay không thôi. Chứ Mixer này bao công dụng cho anh chị hả, xài không hết luôn. Thấy không, mà nó xài cực kỳ tốt. Bên này còn được bảo hành thêm 12 tháng nữa, ok chưa? Chứ không có chuyện mà vứt đi đâu nha anh chị. Hàng không có bán ở đâu ra mà vứt đi đúng không? Đó. Nên nếu anh chị còn đang thấy được phải không? Thì nhanh tay comment xuống dưới, rước về đi, nâng cấp liền cho em để nó hết hàng á hả? Là không có mua được đâu đó nha.